bạn nào ít ăn sáng hoặc là bữa sáng của bạn đơn giản thì bạn có thể sử dụng như sau. Là thứ nhất là về đây là natto. Đó, hũ này là natto nè. Các bạn thấy cái màu không? Đó, một muỗng dung như vậy là 5 gram đó các bạn. Tiếp theo đây là bột bổ tủy. Thì thành phần bột này có 5 loại đậu: đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu ngự và đậu trắng. Và tiếp theo đây là đường thốt nốt. Đường thốt nốt này là ở dạng sệt này các bạn thấy không? Chỉ là cô đặc từ nước thốt nốt và gỗ sến. Rồi bây giờ thì chúng ta pha thêm nước lọc. Nước lọc này mình dùng là nước lọc nguội các bạn. Nước nguội mình uống được là mình pha natto được các bạn ha. Cái bột bổ tủy này chúng ta cũng pha bằng nước nguội được luôn. Rồi bây giờ mình khuấy cho tan ra. Thì cái natto này sẽ giúp cho mình có hệ miễn dịch hoàn hảo. Là bởi vì sao? Vì cái trong natto alfaco có đến 40% là protein, không đường, không chất bảo quản, không muối, nói chung là không có gia vị gì hết. Chất xơ với lượng trong natto đóng một vai trò không thể thiếu trong hệ miễn dịch. Natto cũng rất là giàu vitamin C, giàu kẽm, giàu sắt, selen và đồng là những yếu tố góp phần quan trọng giúp hệ miễn dịch có thể hoạt động khỏe mạnh. Ngoài ra, tác dụng hỗ trợ hệ tiêu hóa và đường ruột nhờ giàu lợi khuẩn của natto cũng góp phần tạo nên một hệ miễn dịch hoàn hảo. Mời các bạn tìm hiểu thêm natto. Mình là đại lý tại Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0907 018 326. Xin chào các bạn.